Hồi nãy Phong đã chia sẻ với các bạn cái đề tài đầu tiên, một trong những cái chiến lược khá quan trọng của Hoa Kỳ và đồng thời cũng là một cái xu thế chung của cộng đồng quốc tế, là cái bản quyền sở hữu trí tuệ được tôn trọng một cách tuyệt đối và các quốc gia tham gia vào tất cả những cái chương trình thương mại quốc tế đều phải tôn trọng bản quyền, nếu không họ sẽ bị phạt hoặc là sẽ bị truy tố ở ngoài tòa án quốc tế nếu như họ vi phạm bản quyền. Đó là Phong cắt nghĩa cho các bạn thấy tại sao tôi nói là cả Cộng sản Việt Nam bế tắc và đi vào cửa tử trong cái vấn đề này. Bây giờ bước qua cái đề tài thứ hai. Ngày hôm qua, ngày hôm nay các bạn đã để ý trên Facebook, trên mạng xã hội, trên Twitter và nếu như các bạn ở Hoa Kỳ cũng đã để ý đến hệ thống truyền hình CNN, Fox và NBC nói rất nhiều về khi ông Mark Zuckerberg, tức là ông chủ của mạng xã hội Facebook, cái mà Phong đang làm livestream đây, đã chính thức lên tiếng xin lỗi công chúng vì đã lỡ tin một cái công ty khác để cho khiến cho hơn 5 triệu khách hàng bị tiết lộ thông tin. Và ông đã lên tiếng xin lỗi và đang cam kết với tất cả những khách hàng của ông, với những người đang sử dụng Facebook, là sẽ có cái biện pháp mạnh và cũng như sẽ có đưa ra những cái giải pháp để bảo vệ một cách tuyệt đối thông tin của khách hàng. Chuyện này thì có liên can gì với Cộng sản Việt Nam không các bạn? Tôi cho rằng là nó liên can rất nhiều. Nhất là trong cái thời gian trước tôi đã từng có làm livestream khi mà ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam cộng với cái gọi là Bộ Thông tin và Truyền thông đã lên tiếng rất nhiều đòi là Facebook, đòi YouTube phải đặt server ở Việt Nam để kiểm soát mạng xã hội vân vân và vân vân. Đúng không các bạn? Và cuối cùng họ nhận được cái gì? Họ nhận được sự từ chối một cách thẳng thừng của những công ty này. Tôi chưa nói vấn đề kỹ thuật là tại sao phải đặt server ở những cái xứ lạnh. Cái đó tôi đã giải thích các bạn nghe rồi, là cái hệ thống server của họ không phải nhỏ, rất là lớn. Nó từng cái farm, tức là cánh đồng đó. Tức là cái server nó giống như cái cánh đồng vậy đó các bạn. Ok, tôi chưa nói vấn đề này. Tôi chỉ nói về cái quy tắc mà tại sao YouTube, tại sao Google, tại sao Facebook trở thành nổi tiếng khắp thế giới. Hồi trước thì cách đây cũng vài tháng rồi, tôi đã có từng một lần giải thích cái vấn đề này với các bạn. Và tôi cho rằng là họ đang ảo tưởng. Thì hôm nay nhân cái dịp mà ông Mark Zuckerberg, ông lên tiếng, ông xin lỗi cộng đồng mạng Facebook, những người bị tiết lộ thông tin. Và ông cam kết là sẽ chỉnh sửa, sẽ điều chỉnh lại cái hệ thống của Facebook để bảo vệ thông tin của khách hàng một cách tuyệt đối hơn. Cái này tôi cho các bạn thấy là ở những cái công ty này, các bạn thấy YouTube, các bạn thấy Google, các bạn thấy Facebook, là những cái công ty có tới hàng tỷ khách hàng. Tức là cá nhân các bạn cũng ít nhất một trong các bạn hay tôi, mình ít nhất có một cái email của Google, tức là Gmail, bên Việt Nam thường hay gọi là Gmail đó, đúng không? Rồi, các bạn cũng ít nhất có một cái account trên YouTube để chia sẻ những cái video của các bạn, cũng giống như tôi đang làm livestream trên YouTube, đúng không? Thì các bạn ít nhất cũng có một cái account để có thể xem được những cái chương trình của YouTube. Rồi các bạn đang nghe tôi trên Facebook thì các bạn cũng đã có cái account bên Facebook, đúng không? Thì tại sao tất cả các bạn và tôi đều tin tưởng và sử dụng những cái mạng xã hội này và những cái hệ thống video hay là ngay cả cái hệ thống searching, tức là cái công cụ tìm kiếm của Google? Bởi vì tôi nói với các bạn là họ thành công, họ chinh phục được cả tỷ người vì hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là tôn trọng tuyệt đối cái quyền tự do ngôn luận của người khác. Facebook, YouTube, Google, tất cả những cái mạng xã hội hay là những cái hệ thống video hay hệ thống tìm kiếm toàn cầu này đều tôn trọng tuyệt đối cái quyền tự do ngôn luận của người khác. Họ tôn trọng hoàn toàn. Do đó, họ được nhiều người thích, tại vì không ai muốn cái tự quyền tự do ngôn luận của mình bị cản trở cả. Đúng không các bạn? Và điều thứ hai quan trọng nhất là họ có một cái sự cam kết với khách hàng của họ, là những người sử dụng như tôi hay các bạn, là cái sự cam kết đó là bảo mật thông tin một cách tối đa. Tức là họ không để cho cái thông tin của các bạn hay là đem thông tin của các bạn cung cấp cho người khác, mà họ giữ kín cái thông tin của các bạn, từ cái email, từ cái password, từ cái username vân vân, và những cái tài liệu trong những cái hồ sơ mà họ cung cấp cho các bạn. Ví dụ các bạn có một cái Gmail hay là mình gọi là cái Gmail đó, thì các bạn được họ cho tối đa là 2 GB để chứa những cái dữ liệu trong email của các bạn. Nếu các bạn muốn thêm thì các bạn trả tiền, nhưng đa số là sử dụng miễn phí
là hệ thống của Gmail, tức là Google cung cấp cho các bạn. Thì ở trong đó, nếu như mà họ không bảo mật thông tin của các bạn, thì những cái email trao đổi qua lại của các bạn với những người thân, với những người làm ăn, với bạn bè, tất cả đều bị tiết lộ ra hết. Do đó, cái nguyên tắc thứ hai mà họ chinh phục được cộng đồng quốc tế, chinh phục được hàng tỷ người là bảo mật thông tin. Đúng không các bạn? Do đó, vì cái vấn đề này mà họ trở nên nổi tiếng, họ trở nên có nhiều khách hàng nhất trên thế giới. Ông nào cũng cả tỷ, hai tỷ người đăng ký với lại YouTube, hay là đăng ký với lại Google, hay là đăng ký với lại Facebook. Vì cái hai cái nguyên tắc này, do đó tôi đã nói là họ chinh phục được. Bây giờ quay ngược trở lại cái gọi là ban tuyên giáo và bộ thông tin và truyền thông. Cứ tưởng mình nắm chủ một quốc gia, đè đầu đè cổ được người dân, thì có thể làm khó được những công ty quốc tế cỡ như Facebook, Google hay YouTube, yêu cầu những công ty này phải đặt server tại Việt Nam, để phải cung cấp thông tin của những cái người mà lên tiếng. Rồi thậm chí là còn yêu cầu Facebook xóa đi những cái gọi là thông tin xuyên tạc. Tôi vào Facebook từ năm 2011 cho tới bây giờ, tôi dùng 7 năm rồi các bạn. Cái account của tôi á, chưa bao giờ mà Facebook làm phiền tôi cả. Mặc dù là có nhiều kẻ đã cố tình là hack vô Facebook của tôi, lấy account tôi, nhưng mà do tôi cẩn thận, đúng không? Thì Facebook chưa bao giờ làm phiền tôi và chưa bao giờ ngăn chặn tất cả những gì tôi phát biểu. Chưa bao giờ ngăn chặn tất cả những bài viết của tôi ở trên cái mạng xã hội, là vì tôi tuân thủ đúng những cái gì mà Facebook đã quy định cho tôi. Và cái thứ hai là tôi bày tỏ cái quan điểm của tôi và cái nhận định của tôi về thời cuộc, về Việt Nam, về tất cả mọi thứ. Những thông tin đó mà phía lực lượng 47 và ban tuyên giáo hay là bộ thông tin truyền thông vẫn gọi chúng tôi là những kẻ xuyên tạc, và cứ yêu cầu Facebook đóng những cái account chúng tôi hay là delete những cái này của chúng tôi đi. Nhưng mà chưa bao giờ Facebook làm với tôi cả, tại vì tôi tuân thủ đầy đủ. Và những cái đó là những cái quan điểm cá nhân nằm trong quyền tự do ngôn luận của tôi, và họ tôn trọng điều đó, họ không có làm những điều đó đối với cá nhân tôi. Do đó các bạn thấy rằng là phía Việt Nam họ không làm gì được tôi cả, Cộng sản Việt Nam không làm gì được tôi cả, bởi vì đó là cái quyền tự do ngôn luận của tôi, được Facebook, được YouTube tôn trọng. Và tôi chỉ tuân thủ, thứ nhất, tôi không có những cái ngôn ngữ tầm bậy tầm bạ, gây gọi là những cái ngôn ngữ mà các bạn gọi là chửi thề. Thứ hai, tôi cũng không bỏ những cái hình ảnh nhạy cảm khiến cho con nít không coi được. Thứ ba là tôi cũng không vi phạm những cái bản quyền của những cái công ty khác về nhạc, về hình ảnh, tất cả mọi thứ. Do đó khi tôi tuân thủ những điều này thì Facebook hay YouTube không làm gì tôi cả. Vì vậy, phía Việt Nam ảo tưởng bộ tuyên giáo, ban tuyên giáo hay là bộ truyền thông, thông tin và truyền thông cứ nghĩ rằng nắm cái quyền cai trị một quốc gia 90 triệu dân, trong đó có hơn 30 triệu người dùng Facebook, là có thể uy hiếp được Facebook phải tuân thủ cái luật lệ của Việt Nam. Họ tuân thủ, nhưng cái luật lệ đó có phù hợp với họ hay không đã. Facebook đi tới quốc gia nào họ cũng tuân thủ cả. Nhưng cái luật lệ của quốc gia đó có phù hợp với cái chính sách của họ hay không là một chuyện khác. Ví dụ như ở Việt Nam không có quyền tự do ngôn luận, mà bây giờ biểu Facebook phải ngăn chặn từ quyền tự do ngôn luận của người khác là không được. Tại vì cái luật đó không có phù hợp, do đó Facebook, anh có quyền chặn Facebook, anh có quyền làm những chuyện đó, tùy anh. Nhưng mà tôi vẫn tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận của người khác, miễn họ không có dùng những cái ngôn từ dơ bẩn, những cái ngôn từ được xem là có những cái tính chất miệt thị, kỳ thị người khác. Đúng không? Hay là họ không đưa những cái hình ảnh nhạy cảm mà con nít coi không được, hay là những cái hình ảnh được xem là có tính chất bạo động quá nhiều, vân vân và vân vân. Thì tôi phải tôn trọng họ. Còn cái chuyện họ bày tỏ quan điểm của họ về xã hội, về thậm chí là phê phán cách hành xử của một chính quyền, đó là quyền tự do ngôn luận của họ. Facebook tôi không thể làm gì được hết. Đó là cái cách của Facebook. Và bộ thông tin và truyền thông cứ nghĩ rằng là có thể uy hiếp được, đem 30-40 triệu người Việt Nam là gia nhập Facebook để uy hiếp. Không có đâu các bạn. Facebook không dễ dàng uy hiếp. YouTube cũng vậy, hay là Google cũng vậy. Các bạn nhớ Google, hơn 10 năm trước,
Trung Quốc đã từng một lần yêu cầu Google phải cung cấp thông tin của bên công an với bên an ninh đó, là phải cung cấp cho họ những cái thông tin cần thiết của những đối tượng mà họ coi là phản động đó. Còn nếu không thì họ không cho Google vô, và Google tuyên bố rời khỏi nước Trung Quốc, mặc dù cái đó là cái thị trường 1 tỷ mấy dân đó. Google sẵn sàng hy sinh cái thị trường 1 tỷ dân để giữ cái nguyên tắc của mình là bảo mật thông tin của khách hàng. Tại sao vậy các bạn? Tại vì nếu năm đó mà Google thỏa hiệp với chính quyền Trung Quốc thì có nghĩa là những chính quyền khác Google vẫn có thể phải thỏa hiệp. Và như vậy thì Google đã không tuân thủ cái quy tắc của mình thì tất cả hàng tỷ khách hàng cũng sẽ rời bỏ Google. Tại họ đâu có biết ngày nào Google đem cái thông tin cá nhân của họ cung cấp cho chính quyền sở tại và làm những cái chuyện họ đâu biết được. Do đó họ sẽ không tin tưởng và lúc đó Google sẽ sập tiệm. Tại vì không còn ai tin tưởng vào Google nữa. Chính vì vậy Google thà bỏ hơn 1 tỷ dân ở Trung Quốc, một cái thị trường rất là lớn, rất là béo bở, để giữ cái nguyên tắc của mình. Chính vì điều này mà Google càng lúc càng lớn mạnh, thậm chí mua luôn cả YouTube. Thì các bạn thấy là cái quy tắc đó nó vô cùng quan trọng, cái bảo mật thông tin của khách hàng. Không có một cái chính quyền nào có thể can thiệp và yêu cầu cung cấp những thông tin đó cả. Đây là một trong những cái điều mà tôi gọi là cái tát vào mặt Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin Truyền thông. Khi họ cứ nhất định là phải đòi lấy thông tin của những người mà được xem là bất đồng chính kiến tại Việt Nam, họ chụp cho những người này là cái mũ phản động gì đó, đúng không các bạn? Rồi thứ hai, họ yêu cầu ngăn chặn tiếng nói của những người này. Họ đưa rất nhiều dư luận viên, rồi lực lượng 47 vân vân phàn nàn chuyện này chuyện kia với lại Facebook. Cá nhân tôi cũng bị đó. Nhưng mà họ quên một điều, ở trong Facebook các bạn có biết có bao nhiêu người Việt Nam làm trong đó không? Và những người Việt Nam đó sẵn sàng dịch thuật tất cả những gì chúng tôi nói hay là những gì chúng tôi viết một cách rất là khách quan trên câu nói của chúng tôi, để Facebook, để Google xem và đánh giá coi cái report đó có đúng hay không, hay là những cái lời chụp mũ người khác, hay là nói sai sự thật để Facebook với Google đóng những cái account này của chúng tôi. Hoàn toàn không có. Ở trong Google, ở trong YouTube, ở trong Facebook, tôi nói với các bạn á, rất nhiều người Việt, người Mỹ gốc Việt làm trong đó, và họ đều là những thành viên của cộng đồng người Việt hải ngoại nè. Do đó các bạn đừng nghĩ rằng những ông truyền Bộ Thông tin và Truyền thông hay là ông Ban Tuyên giáo là có thể thao túng được. Tôi nói với các bạn, trừ khi họ block Facebook, trừ khi họ ngăn chặn Facebook tại Việt Nam, họ không cho vô Việt Nam nữa, so thì ok, họ cứ việc làm. Và cái người thiệt thòi là người dân Việt Nam chứ không phải là Facebook. Bởi vì với Facebook, một cái thị trường mấy chục triệu dân quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Facebook không thể vì một cái thị trường mấy chục triệu dân đó mà bỏ một cái thị trường cả tỷ dân của mình. Do đó cái mà cái câu xin lỗi ngày hôm nay của ông Mark Zuckerberg cho các bạn thấy cái quy tắc tại sao các bạn tin tưởng Facebook, là bởi vì cái quy tắc đó họ bảo vệ tối đa cái thông tin của các bạn. Và thứ hai là gì các bạn? Là cái quyền ăn nói, cái quyền phát biểu của các bạn, cái quyền phát biểu tư duy của các bạn, cái suy nghĩ của các bạn, họ tôn trọng một cách tuyệt đối. Trừ khi các bạn dùng những cái ngôn ngữ được xem là không hợp phù hợp. Những cái ngôn ngữ đó gồm những cái tiếng chửi thề, đúng không? Hay là những cái ngôn ngữ đó mang cái tính chất gọi là nhục dục nhiều quá, nó ảnh hưởng tới con nít. Hoặc là những cái video có những cái hình ảnh không phù hợp, bạo động quá nhiều, đổ máu quá nhiều, hay là những cái hình ảnh sex, thì họ sẽ treo lên một cái là video này phải trên 18 tuổi mới xem, vân vân. Chứ họ cũng không dám, họ cũng không đụng vô cái quyền tự do ngôn luận và cái quyền tự do phát biểu của các bạn. Đúng không các bạn? Do đó, tôi nói với các bạn, nhân cái dịp mà ông Mark Zuckerberg, ông lên tiếng, ông xin lỗi là bị tiết lộ mấy triệu khách hàng bị tiết lộ thông tin. Thì các bạn nhìn thấy là các bạn hiểu được là cái quy tắc đó nó quan trọng cỡ nào đối với những người mà làm ăn ở bên ngoài nước Việt Nam và đối với những công ty được xem là lớn nhất thế giới. Họ tuân thủ những quy tắc này, họ mới được sự tin tưởng của hàng tỷ người. Bây giờ các bạn với tôi, các bạn nghĩ đi, ít nhất mỗi người có một cái Gmail rồi, một cái nè. Có người có mấy cái Gmail lận. Thì các bạn nghĩ đi, trên thế giới này họ có 2-3 tỷ khách hàng. Thì các bạn biết cái số lượng của họ
mà đăng ký để sử dụng cái hệ thống email của họ như thế nào. Họ không vì một cái chút xíu này mà họ bỏ. Đây là cái quy tắc của họ. Chính vì vậy mà cái ảo tưởng của ban tuyên giáo hay bộ truyền thông và thông tin của Việt Nam đó rất là, tôi nói là rất là ngây thơ. Họ cứ nghĩ rằng ôi, tôi là chủ quốc gia, tôi là cai trị cả đảng. Quý vị muốn bước vô làm ăn với người Việt Nam là phải qua mặt tôi. Họ cứ nghĩ như vậy. Các bạn, không phải đâu các bạn. Các bạn nhìn thấy rồi đó. Bây giờ họ làm được cái gì? Bây giờ thì họ mới lại đưa bên quốc hội ra những cái luật bên lề để có thể kiểm soát cái sự phát biểu của mạng xã hội. Nhưng mà họ không làm được. Tôi nói với các bạn là họ không làm được. Vì lý do tại sao? Vì lý do đó là tôi giống như tôi nói là Facebook bảo vật thông tin, thì những cái thông tin đó họ tự đi kiếm lấy đi. Chứ Facebook không cung cấp. Đó giống như cái vụ mà các bạn vừa rồi các bạn thấy cái vụ mà có một cái fake email ở một cái account bên Facebook tung hình về cái vụ mà một cái cán bộ ở Thanh Hóa gì đó có bồ nhí gì đó đúng không các bạn? Họ tự đi kiếm lấy. Chứ Facebook không thể cung cấp tất cả những cái chi tiết của cái account đó cho họ được. Họ tự đi kiếm, họ tự kiếm số điện thoại, họ làm gì họ làm. Facebook không có cung cấp, còn họ điều tra được là chuyện của họ. Thì các bạn thấy rồi. Do đó, cái Facebook là cái nơi mà các bạn có thể nói lên cái quyền tự do ngôn luận của mình, nói lên cái suy nghĩ của mình về xã hội, nói lên những cái suy nghĩ của mình về cái tương lai của mình, hay là những cái lời tâm tình với bạn bè. Những cái gì mà các bạn có thể nói được, các bạn đều có quyền nói và không ai cản trở được các bạn điều này. Và thứ nhất, thứ hai nữa là gì? Trừ khi các bạn không biết, nhất là những bạn trong Việt Nam không biết cách để mà nói mà người ta không biết là điều tra ra mình, thì các bạn phải biết tự bảo vệ cho mình. Cái đó nó nằm ngoài tầm tay của Facebook và YouTube. Họ chỉ bảo vệ những cái gì các bạn cung cấp cho họ thôi. Còn mà các bạn đi ra ngoài, các bạn đưa hình ảnh, rồi các bạn đưa số điện thoại, thì từ những cái đó công an Việt Nam họ kiếm ra thì các bạn đang các bạn chịu. Cái này là không, nó nằm ngoài tầm tay của Facebook. Do đó đừng có nghĩ rằng là Facebook sẽ hợp tác với an ninh hay công an Việt Nam để kiểm soát các bạn. Chuyện này sẽ không xảy ra. Và Bộ Thông tin và Truyền thông bây giờ họ làm gì các bạn? Họ đuối lý rồi. Họ chỉ mời đại diện của Facebook tới coi như là mua mặt mũi cho Việt Nam thôi. Tại vì họ biết Facebook từ chối thẳng thừng cái vấn đề mà buộc Facebook phải cung cấp thông tin hay là ngăn chặn cái quyền tự do phát biểu của người khác, mà họ luôn nói ô đây là những cái thông tin xuyên tạc. Khi họ nói thì Facebook hỏi cụ thể là cái thông tin nào xuyên tạc, anh đưa tôi coi, anh đưa lên đi, thì họ phải trình lên, họ phải đưa ra mà chứng minh là nó là xuyên tạc chứ. Khi đưa lên rồi nó viết bằng tiếng Việt làm sao Facebook hiểu, nhưng Facebook có những nhân viên gốc Việt, họ đọc hết tất cả những cái thông tin đó và họ chuyển dịch lại cho những người đại diện của Facebook hay những người quản lý Facebook biết. Ồ, ví dụ như ông Trần Nhật Phong nói rằng là ông Trần Nhật Phong nói Việt Nam đi vào cửa tử là bởi vì không còn bị bế tắc tất cả về mặt kinh tế, thì họ nói ồ bây giờ họ lên họ báo cáo là ông Trần Nhật Phong nói bậy đúng không, ông Trần Nhật Phong xuyên tạc, thì hỏi ông Trần Nhật Phong xuyên tạc cái gì? Kinh tế Việt Nam đang lên mà bây giờ ông nói là kinh tế Việt Nam bế tắc, đó là xuyên tạc. Thì Facebook nói ok, cái đó là cái nhận định quan điểm của ông Trần Nhật Phong chứ đâu phải là ông nói là ông các anh nhìn thì là nó lên, còn ông Phong nhìn là nó xuống, thì cái gì là gọi là xuyên tạc đây? Nói cái này không là họ không chặn được tôi rồi. Do đó các bạn, cái mà họ cố gắng họ làm là sử dụng những cái lực lượng đó để lên chi chét, mà cái lực lượng mà họ gọi là lực lượng 47 đó đúng không các bạn, thì cái lực lượng đó không có trình độ lý luận, họ chỉ biết lên chửi bới và đem những cái lời chửi bới đó đưa cho Facebook, nói ô cái trang của ông này toàn là những cái tiếng chửi tời, chửi thề chửi tục không à, mấy ông làm ơn delete đi những cái tiếng chửi thề này là vi phạm luật này của Facebook nè, Facebook không cho sử dụng những ngôn ngữ này, bây giờ trong cái trang của ông toàn là những cái ngôn ngữ này không à, thì rõ ràng vi phạm rồi, mấy ông phải đóng cái account này. Xin lỗi các bạn, cái trò khôn vặt này không làm được Facebook đâu, tại vì những cái comment đó đến từ đâu, nó có phải đến từ cái người chủ của cái trang đó hay không, status của cái trang đó hay không, cùng lắm những cái từ tục đó thì ông họ chỉ yêu cầu cái chữ này của cái câu comment của ông đó tục quá, nó không phù hợp với chính sách, anh làm ơn anh delete nó đi giùm tôi, còn nếu anh không delete tôi delete giùm anh, nhưng mà cái trang của anh tôi vẫn giữ lại, cái status đó tôi vẫn giữ lại, tại vì cái status của anh không có gì và vi phạm hết,
thì tôi không có quyền gì mà tôi delete cái status đó đi hết. Các bạn, đó là cách làm việc của Facebook. Cho nên họ sử dụng cái lực lượng 47 mục đích là để làm gì các bạn? Nói là để phản bác những cái luận điệu xuyên tạc, nhưng thực tế họ không phản bác nổi. Tại vì những cái đó sự thật làm sao phản bác? Cho nên cái cách mà họ dùng là gì? Họ vào trong những cái trang của các bạn, họ chửi tục, chửi thề để mà dùng cái đó làm cái lý do để Facebook đóng cái status đó lại. Nhưng mà Facebook họ không có phải là cái không họ không họ không phải ngu giống như là người khác đâu. Khi mà họ nghe như vậy là họ có nhân viên tiếng Việt kiểm tra hết, đọc hết những cái đó và giải thích lại cho họ nghe. Ồ, cái câu này là của ông A, câu kia là của ông B, còn cái status của ông này thì không có cái gì ở trong đó hết. Các bạn, họ làm việc rất rõ ràng và cụ thể, chứ không phải giỡn chơi giống như các bạn nói. Chính vì vậy mà Facebook càng lúc càng được nhiều người tin tưởng. Tại vì họ tuân thủ rất đúng cái nguyên tắc của họ. Và thứ hai, họ làm việc rất cẩn thận. Mình nói sai, ví dụ tôi mà ở đây tôi nói những cái gì mà tôi vi phạm cái quy tắc của Facebook, họ treo dò tôi 3 ngày, 5 ngày hay 1 tháng cái account này của tôi, thì tôi phải chịu. Tại vì tôi đã vi phạm cái quy tắc của Facebook là sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh không phù hợp với chính sách của họ. Đúng không? Còn nếu như tôi sử dụng những cái ngôn ngữ của tôi mà nó không có vi phạm, và thứ hai tôi chỉ nói lên cái quan điểm xã hội của tôi, thì không có ông Facebook nào đóng tôi cả. Và họ, tôi nói với các bạn là từ ngày tôi làm livestream đến giờ, rất nhiều những cái report của từ phía dư luận viên ở trong nước rất là nhiều với Facebook. Nhưng mà rồi khi họ coi xong rồi họ cũng báo cho tôi biết là những việc ông làm rất là tốt, đâu có gì đâu, cứ việc làm đi, nhưng mà nhớ là đừng có vi phạm những cái quy tắc và nhớ đọc lại cái bản quy tắc chính sách của Facebook như thế nào. Họ chỉ gửi một cái email về, họ nhắc chúng tôi như thế này thôi, chứ họ hoàn toàn không có đụng tới những cái status của tôi. Từ những cái status 2010 cho tới bây giờ nó vẫn còn nguyên si, nó không có cái gì bị mất hết các bạn. Đây là cái mà tôi nói với các bạn, rõ ràng nó là một cái điều mà các bạn đã nhìn thấy là cái cách làm việc của Facebook, của YouTube, của Google. Do đó, cái ảo tưởng của cái chế độ cai trị bên đó là muốn siết chặt tư tưởng của người dân, muốn giới hạn cái quyền ăn nói của người dân ở trên mạng xã hội. Tôi nói cái chuyện đó là ảo tưởng. Tại vì sao? Thứ nhất, bây giờ người dân trong Việt Nam họ rất là thông minh. Họ hiểu được vấn đề và họ biết cách lách để an ninh, công an khỏi làm phiền tới họ, mà họ vẫn nói được những cái điều họ muốn. Họ vẫn share ra, ví dụ họ không nói nhưng họ bấm nút share, đúng không? Hay là họ chỉ khen, ồ bài này hay quá, họ bấm share ra. Họ không nói gì hết, làm sao bắt họ đây? Chính vì vậy, đây là cái nhức đầu của Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và Truyền thông. Họ không thể kiểm soát được mạng xã hội, dứt khoát là không. Tôi nói với các bạn tuyệt đối là không. Vì vậy, bây giờ họ sợ lắm, bất cứ cái gì cũng sẽ trương lên mạng xã hội hết. Mà cái điều này là tôi rất là thích, là tại vì các bạn trong Việt Nam bây giờ á, quay ông cảnh sát giao thông ăn nói hàm hồ họ cũng đưa lên, đúng không? Rồi chụp hình mấy ông cảnh sát giao thông, thu hình mấy ông cảnh sát giao thông lấy tiền của người dân họ cũng đưa lên, đúng không? Rồi thậm chí là họ còn đi chụp hình mấy cái ngôi nhà biệt thự, biệt phủ, lâu đài của mấy ông quan chức lớn họ đưa lên. Các bạn, những cái này nếu mà không có mạng xã hội, nếu không có internet, người dân Việt Nam làm sao làm? Và có chụp được là làm đăng ở chỗ nào? Báo chí trong nước là cái đảng cai trị nó kiểm soát hết rồi, không ai đăng được hết. Không lẽ các bạn chụp xong rồi cái in thành mấy cái tờ giấy rồi đi phát hay sao? Phát được bao nhiêu rồi công an dí làm sao? Còn bây giờ chỉ cần chụp tấm hình bằng cái phone thảy lên Facebook là cả thế giới biết rồi. Và đó là cách phản kháng hay nhất của các bạn. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều, ngay cả cái vụ mà hôm rồi mà mấy cái phản ứng của giới tài xế ở mấy cái trạm gọi là thu phí BOT đó, họ để cái phone họ quay ngay trên xe, họ quay những cái lời đối đáp qua lại, rồi những cái cảnh mà cảnh sát cơ động rồi tới tràn ngập ở những cái trạm BOT hết đó, thì các bạn nhìn thấy những hình ảnh đó được chia sẻ khắp nơi. Và đây là một trong những cái mà không có một cái chính quyền nào ở trên thế giới này có thể cản nổi cái xu thế. Vì đó là xu thế. Xu thế là mọi người đều nói ra quan điểm của mình, đều chia sẻ những cái thông tin, và đồng thời là họ sẽ nêu lên những cái tiêu cực trong xã hội. Và những điều này các bạn thấy đi,
làm sao cản đây? Đúng không? Thay vì những cái thông tin đó đưa lên, thì những quan chức, ví dụ như những vị dân cử ở bên Mỹ hay là những vị cảnh sát hay vân vân, họ phải coi lại họ làm đúng quy tắc chưa? Họ phải coi lại mình, họ làm đúng quy tắc chưa? Họ làm đúng theo cái vai trò của họ chưa? Họ thay vì họ ngó lại mình. Thì ở Việt Nam đó, những quan chức, những kẻ mà có những cái hình tiêu cực đó đó, thì nhảy lên báo chí, một mặt thì nhảy lên báo chí, đưa ra những cái lý do rất là vớ vẩn. Rồi bên cạnh đó là cứ thúc đẩy quốc hội ở trong Việt Nam là phải ra luật cấm Facebook, kiểm soát mạng xã hội vân vân, để mà giảm đi những cái hình ảnh đó. Nhất là các bạn nhìn thấy cái hình ảnh mà cách đây khoảng độ hơn một năm thì phải, tôi nhớ là cái mùa mưa đó, thì cái quan chức nào sợ ướt đôi giày mà để cho nhân viên phải cổng đi vô trong nhà đó, đi vô trong cái office hay là cái văn phòng đó, là vì sợ ướt đôi giày của mình đó. Các bạn còn nhớ tấm hình đó không? Hay là những cái hình ảnh mà các bạn thấy rất là ở trong Việt Nam gọi là gì, phản cảm hả? Rất là phản cảm của những quan chức, của những kẻ mà gọi là cầm cân nảy mực ở từ phường xã lên tới quận tỉnh, thậm chí lên cả trung ương. Tất cả những cái thông tin này nó đều phơi bày. Và cái câu chuyện mà hôm nay tôi mượn cái chuyện của ông Mark Zuckerberg, ông lên tiếng ông xin lỗi về cái việc mà tiết lộ cái hồ sơ của khách hàng, ông xin lỗi để cho các bạn thấy là cái ảo tưởng của ban tuyên giáo hay bộ thông tin và truyền thông muốn kiểm soát mạng xã hội, muốn dùng Facebook để mà uy hiếp Facebook vân vân và vân vân, chuyện đó chỉ là ảo tưởng mà thôi, nó không bao giờ xảy ra cả. Và các bạn, đó là câu chuyện mà buổi chiều ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về hai vấn đề. Ngày mai thì là ngày thứ sáu cuối tuần, chắc chắn tôi sẽ có một cái đề tài nhẹ nhàng hơn và liên quan tới cộng đồng ở bên đây của chúng tôi, để chia sẻ cho các bạn thêm nhiều thông tin, để mình nắm rõ hơn những cái thông tin, những cái gì mà chúng ta đã biết được qua cái mạng xã hội, và chia sẻ những cái quan điểm. Thật sự thông tin thì các bạn biết còn nhanh hơn tôi nữa. Cái tôi chia sẻ với các bạn chỉ là cái quan điểm cá nhân của tôi và cái nhìn nhận về xã hội của tôi. Và nếu các bạn đồng cảm thì cứ việc bấm like, bấm share hay thả tim. Còn các bạn không có đồng cảm hay các bạn có cái gì đó mà thấy là chưa đúng, các bạn cứ viết phản biện. Nhưng phản biện trong cái tinh thần gọi là tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta không phải là dư luận viên cộng sản. Chúng ta không chửi bới và chúng ta không có dùng những cái ngôn từ tục tiểu để cho các em, các cháu đọc vào và sẽ bị ảnh hưởng. Ok các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều vào buổi chiều ngày hôm nay. Và hy vọng rằng cái livestream này sẽ là một cái gì đó giúp cho các bạn có thêm những cái thông tin để các bạn so sánh, đối chiếu và phân tích. Luôn luôn là nguyên tắc của tôi, để các bạn nhận định được cái hướng đi của mình, cái con đường đi sắp tới như thế nào, cái xã hội mình sống ra sao. Đó là cái mục đích của tôi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại vào tối ngày mai. Các bạn nói là để phản bác những cái luận điệu xuyên tạc, nhưng thực tế họ không phản bác nổi, tại vì những cái đó sự thật, làm sao phản bác? Cho nên cái cách mà họ dùng là gì, họ vào trong những cái trang của các bạn, họ chửi tục chửi thề để mà dùng cái đó làm cái lý do để Facebook đóng cái status đó lại. Nhưng mà Facebook họ không có phải là cái không, họ không phải ngu giống như là người khác đâu. Khi mà họ nghe như vậy là họ có nhân viên tiếng Việt kiểm tra hết, đọc hết những cái đó và giải thích lại cho họ nghe. Ồ, cái câu này là của ông A, câu kia là của ông B, còn cái status của ông này thì không có cái gì ở trong đó hết. Các bạn, họ làm việc rất rõ ràng và cụ thể, chứ không phải giỡn chơi giống như các bạn nói. Chính vì vậy mà Facebook càng lúc càng được nhiều người tin tưởng. Tại vì họ tuân thủ rất đúng cái nguyên tắc của họ. Và thứ hai, họ làm việc rất cẩn thận. Mình nói sai, ví dụ tôi mà ở đây tôi nói những cái gì mà tôi vi phạm cái quy tắc của Facebook, họ treo dò tôi 3 ngày, 5 ngày hay 1 tháng cái account này của tôi, thì tôi phải chịu. Tại vì tôi đã vi phạm cái quy tắc của Facebook là sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh không phù hợp với chính sách của họ. Đúng không? Còn nếu như tôi sử dụng những cái ngôn ngữ của tôi mà nó không có vi phạm, và thứ hai tôi chỉ nói lên cái quan điểm xã hội của tôi, thì không có ông Facebook nào đóng tôi cả. Và họ, tôi nói với các bạn là từ ngày tôi làm livestream đến giờ, rất nhiều những cái report của từ phía dư luận viên ở trong nước rất là nhiều với Facebook. Nhưng mà rồi khi họ coi xong rồi họ cũng báo cho tôi biết là những việc ông làm rất là tốt, đâu có gì đâu, cứ việc làm đi, nhưng mà nhớ là đừng có vi phạm những cái quy tắc, và nhớ đọc lại cái bản quy tắc chính sách của Facebook như thế nào. Họ chỉ gửi một cái email về, họ nhắc chúng tôi như thế này thôi, chứ họ hoàn toàn không có đụng tới những cái status của tôi,
từ những cái Startech 2010 cho tới bây giờ nó vẫn còn nguyên si, nó không có cái gì bị mất hết các bạn. Đây là cái mà tôi nói với các bạn, rõ ràng nó là một cái điều mà các bạn đã nhìn thấy, là cái cách làm việc của Facebook, của YouTube, của Google. Do đó, cái ảo tưởng của cái chế độ cai trị bên đó là muốn siết chặt tư tưởng của người dân, muốn giới hạn cái quyền ăn nói của người dân ở trên mạng xã hội. Tôi nói cái chuyện đó là ảo tưởng. Tại vì sao? Thứ nhất, bây giờ người dân trong Việt Nam họ rất là thông minh. Họ hiểu được vấn đề và họ biết cách lách để an ninh, công an khỏi làm phiền tới họ, mà họ vẫn nói được những cái điều họ muốn. Họ vẫn share ra, ví dụ họ không nói nhưng họ bấm nút share. Đúng không? Hay là họ chỉ khen, ồ, bài này hay quá, họ bấm share ra. Họ không nói gì hết, làm sao bắt họ đây? Chính vì vậy, đây là cái nhức đầu của Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và Truyền thông. Họ không thể kiểm soát được mạng xã hội. Dứt khoát là không. Tôi nói với các bạn tuyệt đối là không. Vì vậy, bây giờ họ sợ lắm. Bất cứ cái gì cũng sẽ tương lên mạng xã hội hết. Mà cái điều này là tôi rất là thích, là tại vì các bạn trong Việt Nam bây giờ á, quay ông cảnh sát giao thông ăn nói hàm hồ, họ cũng đưa lên. Đúng không? Rồi chụp hình mấy ông cảnh sát giao thông, thu hình mấy ông cảnh sát giao thông lấy tiền của người dân, họ cũng đưa lên. Đúng không? Rồi thậm chí là họ còn đi chụp hình mấy cái ngôi nhà biệt thự, biệt phủ, lâu đài của mấy ông quan chức lớn, họ đưa lên. Các bạn, những cái này nếu mà không có mạng xã hội, nếu không có internet, người dân Việt Nam làm sao làm? Và có chụp được là làm đăng ở chỗ nào? Báo chí trong nước là cái đảng cai trị nó kiểm soát hết rồi, không ai đăng được hết. Không lẽ các bạn chụp xong rồi cái in thành mấy cái tờ giấy rồi đi phát hay sao? Phát được bao nhiêu rồi công an dí làm sao? Còn bây giờ chỉ cần chụp tấm hình bằng cái phone thảy lên Facebook là cả thế giới biết rồi. Và đó là cách phản kháng hay nhất của các bạn. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều, ngay cả cái vụ mà hôm rồi mà mấy cái phản ứng của giới tài xế ở mấy cái trạm gọi là thu phí BOT đó. Họ để cái phone, họ quay ngay trên xe, họ quay những cái lời đối đáp qua lại, rồi những cái cảnh mà cảnh sát cơ động rồi tới tràn ngập ở những cái trạm BOT hết đó. Thì các bạn nhìn thấy những hình ảnh đó được chia sẻ khắp nơi. Và đây là một trong những cái mà không có một cái chính quyền nào ở trên thế giới này có thể cản nổi cái xu thế. Vì đó là xu thế. Xu thế là mọi người đều nói ra quan điểm của mình, đều chia sẻ những cái thông tin, và đồng thời là họ sẽ nêu lên những cái tiêu cực trong xã hội. Và những điều này các bạn thấy đi, làm sao cản đây? Đúng không? Thay vì những cái thông tin đó đưa lên thì những quan chức, ví dụ như những vị dân cử ở bên Mỹ hay là những vị cảnh sát hay vân vân, họ phải coi lại mà họ bỏ. Đây là cái quy tắc của họ. Chính vì vậy mà cái ảo tưởng của Ban Tuyên giáo hay Bộ Truyền thông và Thông tin của Việt Nam đó rất là ngây thơ. Họ cứ nghĩ rằng, ôi, tôi là chủ quốc gia, tôi là cai trị cả đảng, quý vị muốn bước vô làm ăn với người Việt Nam là phải qua mặt tôi. Họ cứ nghĩ như vậy. Các bạn, không phải đâu các bạn. Các bạn nhìn thấy rồi đó. Bây giờ họ làm được cái gì? Bây giờ thì họ mới lại đưa bên quốc hội ra những cái luật bên lề để có thể kiểm soát cái sự phát biểu của mạng xã hội. Nhưng mà họ không làm được. Tôi nói với các bạn là họ không làm được. Vì lý do tại sao? Vì lý do đó là tôi, giống như tôi nói là Facebook bảo vật thông tin, thì những cái thông tin đó họ tự đi kiếm lấy đi, chứ Facebook không cung cấp. Đó, giống như cái vụ mà các bạn vừa rồi các bạn thấy, cái vụ mà có một cái fake email ở một cái face account bên Facebook tung hình về cái vụ mà một cái cán bộ ở Thanh Hóa gì đó có bồ nhí gì đó, đúng không các bạn? Họ tự đi kiếm lấy, chứ Facebook không thể cung cấp tất cả những cái chi tiết của cái account đó cho họ được. Họ tự đi kiếm, họ tự kiếm số điện thoại, họ làm gì họ làm. Facebook không có cung cấp, còn họ điều tra được là chuyện của họ. Thì các bạn thấy rồi, do đó cái Facebook là cái nơi mà các bạn có thể nói lên cái quyền tự do ngôn luận của mình, nói lên cái suy nghĩ của mình về xã hội, nói lên những cái suy nghĩ của mình về cái tương lai của mình, hay là những cái lời tâm tình với bạn bè. Những cái gì mà các bạn có thể nói được, các bạn đều có quyền nói, và không ai cản trở được các bạn điều này. Và thứ nhất, thứ hai nữa là gì? Trừ khi các bạn không biết, nhất là những bạn trong Việt Nam không biết cách để mà nói mà người ta không biết là điều tra ra mình, thì các bạn phải biết tự bảo vệ cho mình.
Cái đó nó nằm ngoài tầm tay của Facebook và YouTube. Họ chỉ bảo vệ những cái gì các bạn cung cấp cho họ thôi. Còn mà các bạn đi ra ngoài, các bạn đưa hình ảnh, rồi các bạn đưa số điện thoại, thì từ những cái đó công an Việt Nam họ kiếm ra thì các bạn chịu. Cái này là không, nó nằm ngoài tầm tay của Facebook. Do đó đừng có nghĩ rằng là Facebook sẽ hợp tác với an ninh hay công an Việt Nam để kiểm soát các bạn. Chuyện này sẽ không xảy ra. Và Bộ Thông tin và Truyền thông bây giờ họ làm gì các bạn? Họ đuối lý rồi. Họ chỉ mời đại diện của Facebook tới coi như là mua mặt mũi cho Việt Nam thôi. Tại vì họ biết Facebook từ chối thẳng thừng cái vấn đề mà buộc Facebook phải cung cấp thông tin hay là ngăn chặn cái quyền tự do phát biểu của người khác, mà họ luôn nói ô đây là những cái thông tin xuyên tạc. Khi họ nói thì Facebook hỏi cụ thể là cái thông tin nào xuyên tạc, anh đưa tôi coi, anh đưa lên đi, thì họ phải trình lên, họ phải đưa lên mà chứng minh là nó là xuyên tạc chứ. Khi đưa lên rồi nó viết bằng tiếng Việt làm sao Facebook hiểu, nhưng Facebook có những nhân viên gốc Việt, họ đọc hết tất cả những cái thông tin đó và họ chuyển dịch lại cho những người đại diện của Facebook hay những người quản lý Facebook biết. Ồ, ví dụ như ông Trần Nhật Phong nói rằng là ông Trần Nhật Phong nói Việt Nam đi vào cửa tử là bởi vì không còn bị bế tắc tất cả về mặt kinh tế, thì họ nói ồ bây giờ họ lên họ báo cáo là ông Trần Nhật Phong nói bậy, đúng không, ông Trần Nhật Phong xuyên tạc. Thì hỏi ông Trần Nhật Phong xuyên tạc cái gì? Kinh tế Việt Nam đang lên mà bây giờ ông nói là kinh tế Việt Nam bế tắc, đó là xuyên tạc. Thì Facebook nói ok, cái đó là cái nhận định quan điểm của ông Trần Nhật Phong, chứ đâu phải là ông nói là ông, các anh nhìn thì là nó lên còn ông Phong nhìn là nó xuống, thì cái gì là gọi là xuyên tạc đây? Nội cái này không là họ không chặn được tôi rồi. Do đó các bạn, cái mà họ cố gắng họ làm là sử dụng những cái lực lượng đó để lên chi chét, mà cái lực lượng mà họ gọi là lực lượng 47 đó, đúng không các bạn, thì cái lực lượng đó không có trình độ lý luận, họ chỉ biết lên chửi bới và đem những cái lời chửi bới đó đưa cho Facebook nói ô cái trang của ông này toàn là những cái tiếng chửi thề chửi tục không à, mấy ông làm ơn delete đi những cái tiếng chửi thề này là vi phạm luật này của Facebook nè, Facebook không cho sử dụng những ngôn ngữ này, bây giờ trong cái trang của ông toàn là những cái ngôn ngữ này không à, thì rõ ràng phi vi phạm rồi, mấy ông phải đóng gác cao này. Xin lỗi các bạn, cái trò khôn vặt này không làm được Facebook đâu. Tại vì những cái comment đó đến từ đâu? Nó có phải đến từ cái người chủ của cái trang đó hay không, status của cái trang đó hay không? Cùng lắm những cái từ tục đó thì ông họ chỉ yêu cầu cái chữ này của cái câu comment của ông đó tục quá, nó không phù hợp với chính sách, anh làm ơn anh delete nó đi giùm tôi, còn nếu anh không delete tôi delete giùm anh, nhưng mà cái trang của anh tôi vẫn giữ lại, cái status đó tôi vẫn giữ lại, tại vì cái status của anh không có gì và vi phạm hết, thì tôi không có quyền gì mà tôi delete cái status đó đi hết. Các bạn, đó là cách làm việc của Facebook, cho nên họ sử dụng cái lực lượng 47 mục đích là để làm gì? Thông tin của bên công an với bên an ninh đó, là phải cung cấp cho họ những cái thông tin cần thiết của những đối tượng mà họ coi là phản động đó. Còn nếu không thì họ không cho Google vô, và Google tuyên bố rời khỏi nước Trung Quốc, mặc dù cái đó là cái thị trường 1 tỷ mấy dân đó. Google sẵn sàng hy sinh cái thị trường 1 tỷ dân để giữ cái nguyên tắc của mình là bảo mật thông tin của khách hàng. Tại sao vậy các bạn? Tại vì nếu năm đó mà Google thỏa hiệp với chính quyền Trung Quốc thì có nghĩa là những chính quyền khác Google vẫn có thể phải thỏa hiệp. Và như vậy thì Google đã không tuân thủ cái quy tắc của mình thì tất cả hàng tỷ khách hàng cũng sẽ rời bỏ Google. Tại họ đâu có biết ngày nào Google đem cái thông tin cá nhân của họ cung cấp cho chính quyền sở tại và làm những cái chuyện họ đâu biết được. Do đó họ sẽ không tin tưởng và lúc đó Google sẽ sập tiệm. Tại vì không còn ai tin tưởng vào Google nữa. Chính vì vậy Google thà bỏ hơn 1 tỷ dân ở Trung Quốc, một cái thị trường rất là lớn, rất là béo bở, để giữ cái nguyên tắc của mình. Chính vì điều này mà Google càng lúc càng lớn mạnh, thậm chí mua luôn cả YouTube. Thì các bạn thấy là cái quy tắc đó nó vô cùng quan trọng, cái bảo mật thông tin của khách hàng. Không có một cái chính quyền nào có thể can thiệp và yêu cầu cung cấp những thông tin đó cả. Đây là một trong những cái điều mà tôi gọi là cái tát vào mặt Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin Truyền thông. Khi họ cứ nhất định là phải đòi lấy thông tin của những người mà được xem là bất đồng chính kiến tại Việt Nam, họ chụp cho những người này là cái mũ phản động gì đó, đúng không các bạn? Rồi thứ hai, họ yêu cầu ngăn chặn tiếng nói của những người này. Họ đưa rất nhiều dư luận viên, rồi lực lượng 47 vân vân, phàn nàn chuyện này chuyện kia với lại Facebook, cá nhân tôi cũng bị đó.
Nhưng mà họ quên một điều, ở trong Facebook các bạn có biết có bao nhiêu người Việt Nam làm trong đó không? Và những người Việt Nam đó sẵn sàng dịch thuật tất cả những gì chúng tôi nói hay là những gì chúng tôi viết một cách rất là khách quan trên câu nói của chúng tôi, để Facebook, để Google xem và đánh giá coi cái report đó có đúng hay không, hay là những cái lời chụp mũ người khác, hay là nói sai sự thật để Facebook với Google đóng những cái account này của chúng tôi. Hoàn toàn không có. Ở trong Google, ở trong YouTube, ở trong Facebook, tôi nói với các bạn á, rất nhiều người Việt, người Mỹ gốc Việt làm trong đó, và họ đều là những thành viên của cộng đồng người Việt hải ngoại nè. Do đó các bạn đừng nghĩ rằng những ông truyền bộ thông tin và truyền thông hay là ông ban tuyên giáo là có thể thao túng được. Tôi nói với các bạn, trừ khi họ block Facebook, trừ khi họ ngăn chặn Facebook tại Việt Nam, họ không cho vô Việt Nam nữa, thì ok, họ cứ việc làm. Và cái người thiệt thòi là người dân Việt Nam chứ không phải là Facebook. Bởi vì với Facebook, một cái thị trường mấy chục triệu dân quan trọng nhưng không phải là tất cả. Facebook không thể vì một cái thị trường mấy chục triệu dân đó mà bỏ một cái thị trường cả tỷ dân của mình. Do đó, cái mà cái câu xin lỗi ngày hôm nay của ông Mark Zuckerberg cho các bạn thấy cái quy tắc tại sao các bạn tin tưởng Facebook là bởi vì cái quy tắc đó họ bảo vệ tối đa cái thông tin của các bạn. Và thứ hai là gì các bạn? Là cái quyền ăn nói, cái quyền phát biểu của các bạn, cái quyền phát biểu tư duy của các bạn, cái suy nghĩ của các bạn, họ tôn trọng một cách tuyệt đối. Trừ khi các bạn dùng những cái ngôn ngữ được xem là không hợp phù hợp. Những cái ngôn ngữ đó gồm những cái tiếng chửi thề, đúng không? Hay là những cái ngôn ngữ đó mang cái tính chất gọi là nhục dục nhiều quá, nó ảnh hưởng tới con nít. Hoặc là những cái video có những cái hình ảnh không phù hợp, bạo động quá nhiều, đổ máu quá nhiều, hay là những cái hình ảnh sex, thì họ sẽ treo lên một cái là video này phải trên 18 tuổi mới xem, vân vân. Chứ họ cũng không dám, họ cũng không đụng vô cái quyền tự do ngôn luận và cái quyền tự do phát biểu của các bạn. Đúng không các bạn? Do đó, tôi nói với các bạn, nhân cái dịp mà ông Mark Zuckerberg, ông lên tiếng, ông xin lỗi là bị tiết lộ mấy triệu khách hàng bị tiết lộ thông tin. Thì các bạn nhìn thấy là các bạn hiểu được là cái quy tắc đó nó quan trọng cỡ nào đối với những người mà làm ăn ở bên ngoài nước Việt Nam và đối với những công ty được xem là lớn nhất thế giới. Họ tuân thủ những quy tắc này, họ mới được sự tin tưởng của hàng tỷ người. Bây giờ các bạn với tôi, các bạn nghĩ đi. Ít nhất mỗi người có một cái Gmail rồi, một cái nè. Có người có mấy cái Gmail lận. Thì các bạn nghĩ đi, trên thế giới này họ có 2 3 tỷ khách hàng. Thì các bạn biết cái số lượng của họ mà đăng ký để sử dụng cái hệ thống email của họ như thế nào. Họ không vì một cái chút xíu này Gmail tức là Google cung cấp cho các bạn. Thì ở trong đó nếu như mà họ không bảo mật thông tin của các bạn thì những cái email trao đổi qua lại của các bạn với những người thân, với những người làm ăn, với bạn bè tất cả đều bị tiết lộ ra hết. Do đó, cái nguyên tắc thứ hai mà họ chinh phục được cộng đồng quốc tế, chinh phục được hàng tỷ người là bảo mật thông tin. Đúng không các bạn? Do đó, vì cái vấn đề này mà họ trở nên nổi tiếng, họ trở nên có nhiều khách hàng nhất trên thế giới, ông nào cũng cả tỷ, 2 tỷ người đăng ký với lại YouTube hay là ghi đăng ký với lại Google hay là đăng ký với lại Facebook. Vì cái 2 cái nguyên tắc này, do đó tôi đã nói là họ chinh phục được. Bây giờ quay ngược trở lại cái gọi là ban tuyên giáo và bộ thông tin và truyền thông. Cứ tưởng mình nắm chủ một quốc gia, đè đầu đè cổ được người dân thì có thể làm khó được những công ty quốc tế cỡ như Facebook, Google hay YouTube, yêu cầu những công ty này phải đặt server tại Việt Nam để phải cung cấp thông tin của những cái người mà lên tiếng, rồi thậm chí là còn yêu cầu Facebook xóa đi những cái gọi là thông tin xuyên tạc. Tôi vào Facebook từ năm 2011 cho tới bây giờ tôi dùng 7 năm rồi các bạn. Cái account của tôi á chưa bao giờ mà Facebook làm phiền tôi cả. Mặc dù là có nhiều kẻ đã cố tình là hack vô Facebook của tôi, lấy account tôi, nhưng mà do tôi cẩn thận, đúng không? Thì Facebook chưa bao giờ làm phiền tôi và chưa bao giờ ngăn chặn tất cả những gì tôi phát biểu. Chưa bao giờ ngăn chặn tất cả những bài viết của tôi
ở trên cái mạng xã hội là vì tôi tuân thủ đúng những cái gì mà Facebook đã quy định cho tôi. Và cái thứ hai là tôi bày tỏ cái quan điểm của tôi và cái nhận định của tôi về thời cuộc, về Việt Nam, về tất cả mọi thứ. Những thông tin đó mà phía lực lượng 47 và ban tuyên giáo hay là Bộ Thông tin Truyền thông vẫn gọi chúng tôi là những kẻ xuyên tạc và cứ yêu cầu Facebook đóng những cái account chúng tôi hay là delete những cái này của chúng tôi đi. Nhưng mà chưa bao giờ Facebook làm với tôi cả, tại vì tôi tuân thủ đầy đủ. Và những cái đó là những cái quan điểm cá nhân nằm trong quyền tự do ngôn luận của tôi. Và họ tôn trọng điều đó, họ không có làm những điều đó đối với cá nhân tôi. Do đó các bạn thấy rằng là phía Việt Nam họ không làm gì được tôi cả. Cộng sản Việt Nam không làm gì được tôi cả. Bởi vì đó là cái quyền tự do ngôn luận của tôi, được Facebook, được YouTube tôn trọng. Và tôi chỉ tuân thủ, thứ nhất, tôi không có những cái ngôn ngữ tầm bậy tầm bạ, gây gọi là những cái ngôn ngữ mà các bạn gọi là chửi thề. Thứ hai, tôi cũng không bỏ những cái hình ảnh nhạy cảm khiến cho con nít không coi được. Thứ ba là tôi cũng không vi phạm những cái bản quyền của những cái công ty khác về nhạc, về hình ảnh, tất cả mọi thứ. Do đó khi tôi tuân thủ những điều này thì Facebook hay YouTube không làm gì tôi cả. Vì vậy, phía Việt Nam ảo tưởng Bộ Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo hay là Bộ Truyền thông, Thông tin và Truyền thông cứ nghĩ rằng nắm cái quyền cai trị một quốc gia 90 triệu dân, trong đó có hơn 30 triệu người dùng Facebook, là có thể uy hiếp được Facebook phải tuân thủ cái luật lệ của Việt Nam. Họ tuân thủ những cái luật lệ đó có phù hợp với họ hay không đã. Facebook đi tới quốc gia nào họ cũng tuân thủ cả. Nhưng cái luật lệ của quốc gia đó có phù hợp với cái chính sách của họ hay không là một chuyện khác. Ví dụ như ở Việt Nam không có quyền tự do ngôn luận, mà bây giờ biểu Facebook phải ngăn chặn từ quyền tự do ngôn luận của người khác là không được. Tại vì cái luật đó không có phù hợp. Do đó Facebook, anh có quyền chặn Facebook, anh có quyền làm những chuyện đó, tùy anh. Nhưng mà tôi vẫn tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận của người khác, miễn họ không có dùng những cái ngôn từ dơ bẩn, những cái ngôn từ được xem là có những cái tính chất miệt thị, kỳ thị người khác. Đúng không? Hay là họ không đưa những cái hình ảnh nhạy cảm mà con nít coi không được, hay là những cái hình ảnh được xem là có tính chất bạo động quá nhiều, vân vân và vân vân. Thì tôi phải tôn trọng họ. Còn cái chuyện họ bày tỏ quan điểm của họ về xã hội, về thậm chí là phê phán cách hành xử của một chính quyền, đó là quyền tự do ngôn luận của họ. Facebook tôi không thể làm gì được hết. Đó là cái cách của Facebook. Và Bộ Thông tin và Truyền thông cứ nghĩ rằng là có thể uy hiếp được, đem 30-40 triệu người Việt Nam là gia nhập Facebook để uy hiếp. Không có đâu các bạn. Facebook không dễ dàng uy hiếp. YouTube cũng vậy, hay là Google cũng vậy. Các bạn nhớ Google, hơn 10 năm trước, Trung Quốc đã từng một lần yêu cầu Google phải cung cấp. Hồi nãy Phong đã chia sẻ với các bạn cái đề tài đầu tiên, một trong những cái chiến lược khá quan trọng của Hoa Kỳ, và đồng thời cũng là một cái xu thế chung của cộng đồng quốc tế, là cái bản quyền sở hữu trí tuệ được tôn trọng một cách tuyệt đối, và các quốc gia tham gia vào tất cả những cái chương trình thương mại quốc tế đều phải tôn trọng bản quyền, nếu không họ sẽ bị phạt hoặc là sẽ bị truy tố ở ngoài tòa án quốc tế nếu như họ vi phạm bản quyền. Đó là Phong cắt nghĩa cho các bạn thấy tại sao tôi nói là cả Cộng sản Việt Nam bế tắc và đi vào cửa tử trong cái vấn đề này. Bây giờ bước qua cái đề tài thứ hai. Ngày hôm qua, ngày hôm nay các bạn đã để ý trên Facebook, trên mạng xã hội, trên Twitter, và nếu như các bạn ở Hoa Kỳ cũng đã để ý đến hệ thống truyền hình CNN, Fox và NBC nói rất nhiều về khi ông Mark Zuckerberg, tức là ông chủ của mạng xã hội Facebook, cái mà Phong đang làm livestream đây, đã chính thức lên tiếng xin lỗi công chúng vì đã lỡ tin một cái công ty khác để cho khiến cho hơn 5 triệu khách hàng bị tiết lộ thông tin. Và ông đã lên tiếng xin lỗi và đang cam kết với tất cả những khách hàng của ông, với những người đang sử dụng Facebook, là sẽ có cái biện pháp mạnh và cũng như sẽ có đưa ra những cái giải pháp để bảo vệ một cách tuyệt đối thông tin của khách hàng. Chuyện này thì có liên can gì với Cộng sản Việt Nam không các bạn? Tôi cho rằng là nó liên can rất nhiều. Nhất là trong cái thời gian trước tôi đã từng có làm livestream, khi mà Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam cộng với cái gọi là Bộ Thông tin và Truyền thông đã lên tiếng rất nhiều, đòi là Facebook, đòi YouTube
phải đặt server ở Việt Nam để kiểm soát mạng xã hội, vân vân và vân vân. Đúng không các bạn? Và cuối cùng họ nhận được cái gì? Họ nhận được sự từ chối một cách thẳng thừng của những công ty này. Tôi chưa nói vấn đề kỹ thuật là tại sao phải đặt server ở những cái xứ lạnh. Cái đó tôi đã giải thích các bạn nghe rồi, là cái hệ thống server của họ không phải nhỏ, rất là lớn. Nó từng cái farm, tức là cánh đồng đó. Tức là cái server nó giống như cái cánh đồng vậy đó các bạn. Ok, tôi chưa nói vấn đề này. Tôi chỉ nói về cái quy tắc mà tại sao YouTube, tại sao Google, tại sao Facebook trở thành nổi tiếng khắp thế giới. Hồi trước thì cách đây cũng vài tháng rồi, tôi đã có từng một lần giải thích cái vấn đề này với các bạn. Và tôi cho rằng là họ đang ảo tưởng. Thì hôm nay nhân cái dịp mà ông Mark Zuckerberg, ông lên tiếng, ông xin lỗi cộng đồng mạng Facebook, những người bị tiết lộ thông tin. Và ông cam kết là sẽ chỉnh sửa, sẽ điều chỉnh lại cái hệ thống của Facebook để bảo vệ thông tin của khách hàng một cách tuyệt đối hơn. Cái này tôi cho các bạn thấy là ở những cái công ty này, các bạn thấy YouTube, các bạn thấy Google, các bạn thấy Facebook là những cái công ty có tới hàng tỷ khách hàng. Tức là cá nhân các bạn cũng ít nhất một trong các bạn hay tôi, mình ít nhất có một cái email của Google, tức là Gmail, bên Việt Nam thường hay gọi là Gmail đó, đúng không? Rồi, các bạn cũng ít nhất có một cái account trên YouTube để chia sẻ những cái video của các bạn, cũng giống như tôi đang làm livestream trên YouTube, đúng không? Thì các bạn ít nhất cũng có một cái account để có thể xem được những cái chương trình của YouTube. Rồi các bạn đang nghe tôi trên Facebook thì các bạn cũng đã có cái account bên Facebook, đúng không? Thì tại sao tất cả các bạn và tôi đều tin tưởng và sử dụng những cái mạng xã hội này và những cái hệ thống video hay là ngay cả cái hệ thống searching, tức là tìm cái công cụ tìm kiếm của Google? Bởi vì tôi nói với các bạn là họ thành công, họ chinh phục được cả tỷ người vì hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là tôn trọng tuyệt đối cái quyền tự do ngôn luận của người khác. Facebook, YouTube, Google, tất cả những cái mạng xã hội hay là những cái hệ thống video hay hệ thống tìm kiếm toàn cầu này đều tôn trọng tuyệt đối cái quyền tự do ngôn luận của người khác. Họ tôn trọng hoàn toàn. Do đó, họ được nhiều người thích, tại vì không ai muốn cái tự quyền tự do ngôn luận của mình bị cản trở cả. Đúng không các bạn? Và điều thứ hai quan trọng nhất là họ có một cái sự cam kết với khách hàng của họ, là những người sử dụng như tôi hay các bạn, là cái sự cam kết đó là bảo mật thông tin một cách tối đa. Tức là họ không để cho cái thông tin của các bạn hay là đem thông tin của các bạn cung cấp cho người khác, mà họ giữ kín cái thông tin của các bạn, từ cái email, từ cái password, từ cái username vân vân, và những cái tài liệu trong những cái hồ sơ mà họ cung cấp cho các bạn. Ví dụ các bạn có một cái Gmail hay là mình gọi là cái Gmail đó, thì các bạn được họ cho tối đa là 2 GB để chứa những cái dữ liệu trong email của các bạn. Nếu các bạn muốn thêm thì các bạn trả tiền, nhưng đa số là sử dụng miễn phí, là hệ thống của